Sáng nay, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành một cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối quan trọng để tiến tới triển khai phóng một vệ tinh do thám, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2023. Cụ thể, Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên vào ngày 18 tháng 12 đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Sohae ở phía Tây Bắc. Thông tin được Triều Tiên công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản ghi nhận việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía bờ biển phía Đông. Vụ phóng khiến Hàn Quốc và Nhật Bản vô cùng quan ngại. Trước đó, ngày 16 tháng 12, Triều Tiên cũng tuyên bố thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện cho việc phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và cơ động hơn. Động thái mới của Triều Tiên cùng các hoạt động tập trận chung gần đây của Mỹ, Nhật, Hàn tiếp tục làm tình hình bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 19 tháng 12 thông báo nước này và Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận hải quân chung từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 trên biển Hoa Đông. Theo thông báo, đội tàu chiến hạm đội Thái Bình Dương của Nga do tàu tuần dương mang tên lửa Varyag dẫn đầu đã rời căn cứ tại Vladivostok để tham gia các cuộc tập trận hải quân chung mang tên hợp đồng tác chiến trên biển. Trong cuộc tập trận, hai bên dự kiến tiến hành bắn tên lửa và đạn pháo vào mục tiêu trên không, bắn đạn pháo vào mục tiêu trên biển, cũng như phối hợp chống tàu ngầm có sử dụng vũ khí. Thông báo nêu rõ mục đích của cuộc tập trận là tăng cường quan hệ hợp tác hải quân giữa hai nước. Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trên khắp đất nước sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch. Điều này đã gây ra cơn sốt mua thuốc cảm cúm, thuốc giảm đau và bộ dụng cụ xét nghiệm ở Hồng Kông và Thái Lan khi nhiều người tìm cách gửi đồ tiếp tế cho gia đình và bạn bè ở đại lục. Trong khi đó, tại Trung Quốc, bệnh viện ở nhiều địa phương trên cả nước đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng. Sau khi Trung Quốc nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về COVID-19, nhu cầu đối với các mặt hàng thuốc men và kit xét nghiệm đã gia tăng, làn sóng cháy hàng các loại thuốc cảm sốt đã lan sang cả một số hiệu thuốc ở Hồng Kông. Ông tôi đang ở trong viện dưỡng lão ở Đại Lục, việc ra ngoài mua thuốc rất khó khăn. Tôi cũng nghe nói rằng thị trường thuốc cảm sốt đang khó khăn lắm, nên tôi chỉ còn cách mua ở Hồng Kông và nhanh chóng gửi về nhà. Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, quản lý của một hiệu thuốc địa phương cho biết đã buộc phải hạn chế mua thuốc giảm đau hạ sốt sau khi nhiều người Trung Quốc mua số lượng lớn. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng Trung Quốc mua thuốc paracetamol. Họ muốn mua càng nhiều càng tốt, nhưng chúng tôi phải giới hạn số lượng. Theo số liệu vừa công bố sáng 19 tháng 12 của Ủy ban Y tế Quốc gia, Trung Quốc đã báo cáo 2 ca tử vong do COVID-19 trong cộng đồng một ngày trước đó ở thủ đô Bắc Kinh. Nhiều tỉnh đã cho học sinh tạm thời nghỉ học. Tại Thượng Hải, chính quyền địa phương cho biết các trường học sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến từ 19 tháng 12. Trong khi đó, tại Hàng Châu, hầu hết các trường học được khuyến khích kết thúc học kỳ mùa đông sớm. Sở Giáo dục Quảng Châu cho rằng các lớp mầm non vẫn chưa thể mở lại mô hình học trực tiếp trong mùa đông. Mặc dù số ca bệnh có triệu chứng cộng đồng trong ngày 18 tháng 12 vẫn thấp, chỉ khoảng 2.000 trường hợp, song tình trạng thiếu nhân viên y tế ở nhiều bệnh viện địa phương đang trở nên trầm trọng do nhiều người trong số họ cũng mắc COVID-19. Theo tờ The Paper, hàng loạt cơ sở y tế như Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Cát Lâm, Bệnh viện Nhân dân số 4 của thành phố Hoành Thủy, tỉnh Hà Bắc hay Bệnh viện Đa khoa Cấp cứu Bắc Kinh những ngày qua liên tiếp đăng thông tin cho biết do dịch bệnh phát triển nhanh chóng, các bệnh viện này đang phải đối mặt với áp lực rất lớn chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các bệnh viện cũng ý thức được rằng đỉnh dịch thực sự vẫn chưa đến. Trong vòng 1 đến 2 tháng tới, thậm chí lâu hơn mới là thời điểm khó khăn đối với các cơ sở và nhân viên y tế Trung Quốc. Trong khi đó, một số tỉnh thành Trung Quốc tiếp tục có thay đổi bước ngoặt trong cách tiếp cận với COVID-19. Hôm nay, truyền thông địa phương đưa tin, Trùng Khánh, một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc, và tỉnh Chiết Giang, trung tâm kinh tế với hơn 60 triệu dân, cho phép người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ có thể đi làm như bình thường sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân phù hợp. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết đợt bùng phát hiện tại sẽ đạt đỉnh vào mùa đông năm nay và kéo dài thành 3 làn sóng nhỏ trong 3 tháng. Còn theo nghiên cứu mới nhất của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe có trụ sở tại Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ chứng kiến sự bùng nổ các ca bệnh và trên 1 triệu người ở Trung Quốc có thể tử vong vì COVID-19 vào năm 2023. Ngày 18 tháng 12, thủ đô Moscow của Nga đã phải hứng chịu một trận tuyết rơi kỷ lục, khiến cho nhiều chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô bị hoãn hoặc hủy bỏ, trong khi hệ thống giao thông đường bộ bị gián đoạn nghiêm trọng.
Tại nhiều khu vực ở thủ đô Moscow, Nga, tuyết phủ dày cao tới 40 cm, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1989 cho tới nay. Tuyết rơi dày đặc đã ảnh hưởng rất lớn tới những công việc thường ngày của chúng tôi. Chúng tôi bị trễ xe buýt, tàu, thậm chí ngay cả các chuyến tàu cũng bị trễ hoặc bị hủy. Điều này thực sự gây ra nhiều phiền phức đối với chúng tôi. Cơ quan khí tượng quốc gia Nga xác nhận đây là trận tuyết rơi kỷ lục trong vòng 80 năm trở lại đây. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 1941 khi lượng tuyết dày tới 34 cm ở Moscow. Còn theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Forbes, đây là lượng tuyết rơi lớn nhất từng được ghi nhận tại thành phố vào thời điểm này trong năm. Thông thường, hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy chỉ xảy ra tại Moscow vào tháng 2. Rất nhiều tuyết và tuyết vẫn không ngừng rơi. Tất nhiên là chúng tôi phải cố dọn cho sạch. Vấn đề là chúng tôi thiếu người. Nhiều người đã tới Ukraine. Để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động dịch vụ bình thường, chính quyền thành phố Moscow đã phải huy động gần 120.000 công nhân và 12.000 thiết bị dọ tuyết. Nhà chức trách thủ đô Nga khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần lái xe cẩn thận để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Theo truyền thông địa phương, hơn 100 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại các sân bay ở thủ đô của Nga. Thưa quý vị, các sản phẩm gan ngỗng thuần chay đang ngày càng được ưa chuộng tại Pháp trong bối cảnh dịch cúm gia cầm bùng phát nghiêm trọng làm gián đoạn nguồn cung ứng gan ngỗng từ các trang trại. Cách đây 2 năm, đầu bếp người Pháp Fabien Borgel tại nhà hàng chay 42 Degrees ở Paris đã sáng tạo thành công món gan ngỗng chay với những nguyên liệu từ thực vật như hạt điều, dầu hướng dương, dầu dừa. Sản phẩm gan ngỗng thuần chay của chúng tôi hướng tới những khách hàng chưa từng món ăn gan ngỗng truyền thống vào dịp Giáng sinh tại Pháp và không có ý định thử do phản đối hình thức sản xuất bị lên án là tàn nhẫn, nhưng vẫn muốn cảm nhận hương vị của lễ hội. Ngoài ra, ngày càng nhiều người có xu hướng thay đổi cách ăn uống theo hướng lành mạnh hơn và lựa chọn các sản phẩm thay thế từ thực vật. Món gan ngỗng chay thường được nhà hàng 42 Degrees đưa vào thực đơn vào dịp lễ hội cuối năm từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, món gan ngỗng đang dần biến mất khỏi thực đơn của các nhà hàng Pháp. Đầu năm nay, Hiệp hội Liên ngành các nhà sản xuất gan ngỗng cho biết, sản lượng gan ngỗng dự báo sẽ giảm từ 30% đến 35% so với năm ngoái, trong khi giá sẽ tăng khoảng 20% do nguồn cung giảm và chi phí tăng vọt. Gan ngỗng được coi là một trong những di sản văn hóa và ẩm thực của nước Pháp, làm từ gan ngỗng hay vịt. Để có được gan béo của ngỗng hay vịt, người ta vỗ béo để gan của chúng tăng lên gấp 10 lần so với kích thước bình thường và có nhiều mỡ hơn. Theo các nhà bảo vệ động vật, quá trình này có thể khiến những con vịt, ngỗng quá lớn, không thể đi lại hoặc thở được. Năm 2019, Hội đồng thành phố New York, Mỹ đã thông qua luật cấm bán gan ngỗng trong thành phố, một trong những thị trường tiêu thụ gan ngỗng lớn nhất của Mỹ. Các quốc gia khác bao gồm cả Anh, Phần Lan, Israel và Na Uy cũng cấm sản xuất gan ngỗng hoặc vịt. Thưa quý vị, những ngày trong tháng 12 này là thời điểm bận rộn nhất trong năm của ông già Noel tại Lapland, Phần Lan, nơi được biết đến là quê hương của ông già Noel. Không khí chuẩn bị cho Giáng sinh đang vô cùng nhộn nhịp tại Lapland, Phần Lan. Ông già Noel đang trong những ngày chuẩn bị quà cho các em nhỏ trong dịp Giáng sinh an lành. Đúng với tên gọi của mình, làng ông già Noel tại Rovaniemi, thủ phủ của vùng Lapland, Phần Lan, là nơi có không khí Giáng sinh nhộn nhịp nhất. Bên ngoài bưu điện, các trợ lý đang giúp ông già Noel phân loại thư của nhiều em nhỏ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Cháu chào ông già Noel. Cháu tên là Pedro, cháu 6 tuổi. Cháu có một em gái, em 2 tuổi rưỡi. Gia đình cháu từng sống ở Kiev, nhưng giờ đã chuyển đến sống ở miền Tây Ukraine. Những lá thư này sau đó sẽ được chuyển đến tận tay ông già Noel. Với trách nhiệm của mình, thường ông già Noel sẽ không bỏ sót một chữ nào trong thư của các em nhỏ. Không chỉ chuẩn bị quà, ông còn gửi những lời động viên cho các em, dù đó là các em đang bị xáo trộn cuộc sống do chiến sự hay chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu đang gây căng thẳng tài chính cho các gia đình. Tất nhiên là có quà chứ. Nhưng các bạn nhỏ hãy nhớ là Giáng sinh không phải chỉ là những món quà. Giáng sinh ở trong tâm trí và trái tim của chúng ta, trong tâm hồn ta. Đó mới là Giáng sinh thực sự. Và nó sẽ ở đó trong năm nay, năm sau, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
từ Lapland vào đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ đánh cỗ xe tuần lộc kéo đi, phát quà cho các em nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi gửi thư cho ông già Noel đều mang theo nhiều điều ước, và ông già Noel cũng có một điều ước của riêng mình. Tôi ước rằng mọi người có thể lắng nghe người khác, hãy nhìn xung quanh xem có ai cần giúp đỡ hay không. Hiện tại trên thế giới, có rất nhiều người không có hy vọng, không có nơi để đi, không có nơi ở, không có chỗ ngủ. Vì vậy, nếu bạn thấy ai cần, hãy giúp họ.